Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Đình Trinh xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Và đây là bản tin đặc biệt của chúng tôi trong ngày hôm nay. Quân đội Nga sa sút tinh thần, được tường trình là tự bắn vào chân mình để tránh giao tranh. Tinh thần của các lực lượng Nga xâm lược xuống thấp đến mức các binh sĩ được tường thuật là đã tự bắn vào chân mình để tránh giao tranh, sử dụng đạn của Ukraine để có vẻ như họ đã bị quân phòng thủ bắn trúng. Quân đội Nga đã được tường trình rộng rãi là đã mất tinh thần trong cuộc xâm lược mà cho đến nay đã khiến 14.000 binh sĩ Nga mất mạng, theo ước tính mới nhất của chính quyền Ukraine. Trong một cuộc trò chuyện giữa những người lính bị chặn bởi cơ quan truyền thông Belarus Nexta, một người Nga nói, họ đã bắn chúng tôi trong 14 ngày. Chúng tôi sợ hãi. Chúng tôi đang ăn cắp thực phẩm, đột nhập vào nhà. Chúng tôi đang giết hại dân thường. Tờ Sun của Hoa Kỳ đưa tin. Các binh sĩ Nga được cho là đã sử dụng đạn của Ukraine để tự bắn vào chân mình để tránh giao tranh. Các binh sĩ Nga tự bắn vào chân để được về nhà. Có những xác chết ở khắp mọi nơi. Anh ta nói tiếp. Một người lính khác được nghe nói rằng đồng đội của anh ta đang tìm đạn dược của Ukraine để tự bắn vào chân và đến bệnh viện. Theo báo cáo, những kẻ đào ngũ phải đối mặt với sự trừng phạt khắc nghiệt ở quê hương. Vì vậy, việc sử dụng vũ khí và đạn của Ukraine làm cho vết thương do họ tự gây ra giống như vết thương trên chiến trường. Tờ Mirror đưa tin, một người lính gọi về cho mẹ được nghe thấy trong một đoạn âm thanh bị chặn nói rằng những người lính vỡ mộng đang sử dụng đạn 7.62mm do kẻ thù bắn, chứ không phải 5.62mm do súng trường tấn công AK-47 của chính họ bắn. Các binh sĩ Nga bị bắt đã được xuất hiện trên video khóc nức nở khi họ xin lỗi vì đã giết hại dân thường Ukraine, bao gồm cả trẻ em, và thừa nhận rằng cuộc xâm lược do Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh là một sai lầm khủng khiếp. Tuy nhiên, các cảnh quay về những binh lính bị bắt đã đặt ra câu hỏi về việc liệu Ukraine có đang vi phạm Công ước Geneva, vốn quy định các biện pháp bảo vệ tù nhân. Xung đột Ukraine, Putin đưa ra yêu cầu của mình trong cuộc điện thoại Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ đã xác định quan điểm của mình một cách hết sức cẩn trọng khi trở thành người trung gian giữa với Nga và Ukraine, và điều này dường như đang được đền đáp. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ phúc trình của BBC qua phần trình bày của Đình Trinh. Tổng thống Vladimir Putin đã gọi điện cho Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và nói với ông những yêu cầu chính xác của Nga đối với một thỏa thuận hòa bình với Ukraine. Trong vòng nửa giờ sau khi kết thúc cuộc điện thoại, BBC đã phỏng vấn người phát ngôn và cố vấn hàng đầu của ông Erdogan là Ibrahim Kalin. Ông Kalin là một phần của nhóm nhỏ các quan chức đã lắng nghe cuộc gọi. Theo ông Kalin, các yêu cầu của Nga được chia thành hai loại. Bốn yêu cầu đầu tiên không quá khó để Ukraine đáp ứng. Đứng đầu trong số đó là sự chấp nhận của Ukraine rằng nước này phải trung lập và không được xin gia nhập NATO. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thừa nhận điều này. Có những yêu cầu khác trong danh mục này mà hầu hết dường như là các yếu tố nhằm bảo vệ thể diện cho phía Nga. Ukraine đã phải trải qua một quá trình giải trừ quân bị để bảo đảm nước này không phải là mối đe dọa đối với Nga, sẽ phải có sự bảo vệ đối với tiếng Nga ở Ukraine, và có một thứ gọi là loại bỏ ý thức hệ quốc xã. Việc loại bỏ ý thức hệ quốc xã gây xúc phạm sâu sắc đối với Zelensky. Bản thân ông là người Do Thái và một số người thân của ông đã chết trong Holocaust, nhưng phía Thổ Nhĩ Kỳ tin rằng ông Zelensky sẽ dễ dàng chấp nhận. Có lẽ chỉ cần Ukraine lên án tất cả các hình thức của chủ nghĩa tân phát xít và hứa sẽ kiểm soát chúng. Loại thứ hai là khó khăn nhất, và trong cuộc điện đàm, ông Putin nói rằng sẽ cần các cuộc đàm phán trực tiếp giữa ông và Tổng thống Zelensky trước khi có thể đạt được thỏa thuận về những điểm này. Ông Zelensky đã nói rằng ông sẵn sàng gặp Tổng thống Nga và đàm phán tay đôi với ông ấy.
Ông Kalin không nói cụ thể hơn về những vấn đề này, chỉ nói đơn giản rằng chúng liên quan đến tình trạng của Donbass ở miền đông Ukraine, những phần đã tách khỏi Ukraine và nhấn mạnh đến tính chất Nga của miền này cũng như tình trạng của Crimea. Mặc dù ông Kalin không nói chi tiết, nhưng có giả thiết là Nga sẽ yêu cầu chính phủ Ukraine từ bỏ lãnh thổ ở miền đông Ukraine, điều đó sẽ gây tranh cãi sâu sắc. Giả thiết khác là Nga sẽ yêu cầu Ukraine phải chính thức chấp nhận Crimea mà Nga sáp nhập bất hợp pháp vào năm 2014. Nếu đúng như vậy, đây sẽ là một viên thuốc đắng cho Ukraine. Tuy nhiên, các yêu cầu của Tổng thống Putin không quá khắc nghiệt như một số người lo ngại và chúng dường như không xứng đáng với tất cả bạo lực, đổ máu và tàn phá mà Nga đã gây ra đối với Ukraine. Với sự kiểm soát nặng nề của mình đối với các phương tiện truyền thông Nga, không quá khó để Putin và các đệ tử của mình rêu rao rằng tất cả những điều này như một chiến thắng lớn. Tuy nhiên, đối với Ukraine sẽ có những lo lắng nghiêm trọng. Nếu các chi tiết nhỏ của bất kỳ thỏa thuận nào không được giải quyết một cách cẩn thận, Putin hoặc những người kế nhiệm ông luôn có thể sử dụng chúng như một cái cớ để xâm lược Ukraine một lần nữa. Một thỏa thuận hòa bình có thể mất nhiều thời gian để giải quyết. Ukraine đã phải gánh chịu hậu quả kinh hoàng trong vài tuần qua và việc xây dựng lại các thị trấn và thành phố mà Nga đã làm hư hại và phá hủy sẽ mất nhiều thời gian. Bản thân Vladimir Putin thì sao? Đã có những ý kiến cho rằng ông ta lâm vào tình trạng tâm thần không cân bằng. Tuy nhiên, ông Kalin nói ông không nhận ra các dấu hiệu của một người đã hóa điên nơi Putin. Dù sao, ngay cả khi Putin cố gắng trình bày một thỏa thuận với Ukraine như một chiến thắng vẻ vang trước chủ nghĩa phát xít mới, thì vị thế của ông ta ở quê nhà vẫn đang suy yếu trầm trọng. Nhiều nhà tài phiệt Nga đang cố gắng loại bỏ Putin, kể cả bằng các giải pháp bạo lực. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Blinken khẳng định Putin đã phạm tội ác chiến tranh ở Ukraine. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cho biết Washington sẽ bảo đảm trách nhiệm giải trình và hậu quả đối với các hành vi tội ác của Nga tại Ukraine. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Đình Trinh. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã cáo buộc Nga phạm tội ác chiến tranh ở Ukraine, lặp lại bình luận của Tổng thống Joe Biden, người đã gán cho Vladimir Putin là tội phạm chiến tranh. Phát biểu với các phóng viên hôm thứ Năm, ông Blinken cho biết các chuyên gia của Bộ Ngoại giao đang trong quá trình lập hồ sơ và đánh giá các tội ác chiến tranh ở Ukraine để giúp các nỗ lực quốc tế hướng tới trách nhiệm giải trình. Nhưng ông nói rõ ràng là Nga đã và đang có hành vi tội ác chiến tranh trong cuộc xung đột. Hôm qua, Tổng thống Biden nói rằng, theo quan điểm của ông ấy, tội ác chiến tranh đã được thực hiện ở Ukraine. Cá nhân tôi hoàn toàn đồng ý, Ngoại trưởng Blinken nói với các phóng viên. Cố ý nhắm vào dân thường là một tội ác chiến tranh. Sau tất cả sự hủy diệt trong 3 tuần qua, tôi thấy rất khó để kết luận rằng người Nga đang làm khác. Tổng thống Biden đã khiến Điện Cẩm Linh tức giận vào hôm thứ Tư khi ông gọi Putin là tội phạm chiến tranh, một bình luận mà Mạc Tư Khoa quở trách là luận điệu không thể chấp nhận được và không thể tha thứ được. Hôm thứ Năm, Tổng thống Mỹ còn đi xa hơn khi mô tả Putin là một nhà độc tài giết người và một tên côn đồ thuần túy. Trong khi đó, tại Bộ Ngoại giao, Blinken cam kết bảo đảm trách nhiệm giải trình cho các vụ lạm dụng ở Ukraine. Khi tôi nói với các bạn rằng sẽ có trách nhiệm và hậu quả đối với bất kỳ tội ác chiến tranh nào đã được thực hiện, tôi hy vọng các bạn sẽ lắng nghe tôi, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ nói với các phóng viên, nhưng hành động luôn lớn hơn lời nói. Nga đã tiến hành một cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2, sau một tháng bế tắc kéo dài hàng tháng, khi Mạc Tư Khoa tập trung quân đội gần biên giới Ukraine yêu cầu chấm dứt việc NATO mở rộng sang các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ. Theo Liên Hợp Quốc, cuộc chiến đã khiến hơn 3,1 triệu người phải rời khỏi Ukraine và các khu vực bị tàn phá trên khắp đất nước. Các thành phố lớn, bao gồm cả thủ đô Kiev, đã tan hoang vì sự bắn phá và bao vây của Nga. Hôm thứ Năm, các quan chức Ukraine cho biết một cuộc tấn công của Nga đã giết chết 21 người ở thị trấn Merefa bên ngoài thành phố Kharkiv ở phía đông đất nước.
Trước đó một ngày, Ukraine cáo buộc lực lượng Nga đánh bom một nhà hát đang trú ẩn thường dân ở thành phố Mariupol, miền Nam, đang bị bao vây. 3 tuần sau cuộc xâm lược, các quan chức Mỹ cho biết Nga tiếp tục đối mặt với những thất bại về quân sự và hậu cần trong chiến dịch của mình, trong bối cảnh Ukraine kháng cự dữ dội. Ngoại trưởng Blinken cho biết hôm thứ Năm rằng Nga có thể tiến hành một cuộc tấn công hóa học để leo thang chiến tranh và lưu ý rằng Washington đã dự đoán chính xác các tuần trước khi cuộc xâm lược bắt đầu. Ngoại trưởng Blinken nói với các phóng viên, chúng tôi tin rằng Mạc Tư Khoa có thể đang tạo tiền đề để sử dụng vũ khí hóa học và sau đó đổ lỗi cho Ukraine để biện minh cho việc leo thang các cuộc tấn công nhằm vào người dân Ukraine. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cũng cho biết Washington tin rằng Mạc Tư Khoa sẽ đưa lính đánh thuê từ nước ngoài đến để chiến đấu trong cuộc xung đột. Ông nói thêm rằng Nga sẽ bắt cóc một cách có hệ thống các quan chức địa phương của Ukraine để thay thế họ bằng những con rối. Mỹ và các đồng minh đã nhanh chóng áp đặt các biện pháp trừng phạt sâu rộng đối với nền kinh tế Nga, cũng như các hình phạt tài chính đối với Putin và giới tinh hoa trong nội bộ của ông sau cuộc xâm lược. Washington cũng đã tăng cường hỗ trợ quân sự và nhân đạo cho Kiev. Sau khi ký ngân sách, Mỹ hỗ trợ 13,6 tỷ USD cho Ukraine. Tổng thống Biden đã thông báo viện trợ quân sự bổ sung 800 triệu Mỹ Kim cho nước này trong tuần này. Hôm thứ Năm, Blinken kêu gọi tất cả quốc gia sử dụng bất kỳ đòn bẩy nào mà họ có thể có với Nga để giúp kết thúc chiến tranh. Đặc biệt, ông chỉ ra Trung Quốc trong nhận xét của ông. Ngoại trưởng Blinken nói, đặc biệt chúng tôi tin rằng Trung Quốc có trách nhiệm sử dụng ảnh hưởng của mình với Putin và bảo vệ các quy tắc và nguyên tắc quốc tế mà nước này tuyên bố ủng hộ. Trong tuần qua, các quan chức Mỹ đã đe dọa Trung Quốc về hậu quả nếu viện trợ cho Nga trong bối cảnh báo chí đưa tin rằng Mạc Tư Khoa yêu cầu hỗ trợ quân sự từ Bắc Kinh. Trong các tuyên bố công khai, Trung Quốc đã ủng hộ các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh, nhưng nước này không lên án cuộc xâm lược. Trung Quốc cũng bỏ phiếu trắng tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và khi Đại hội đồng kêu gọi rút quân đội Nga khỏi Ukraine. Trong khi ủng hộ các nỗ lực ngoại giao để bảo đảm một lệnh ngừng bắn, Ngoại trưởng Blinken hôm thứ Năm cho biết Mạc Tư Khoa dường như không nghiêm túc về việc kết thúc chiến tranh. Blinken nói, ngoại giao đòi hỏi cả hai bên tham gia một cách thiện chí để giảm leo thang và tôi không thấy dấu hiệu nào cho thấy Putin sẵn sàng để dừng lại. Blinken cũng xác nhận rằng một công dân Mỹ đã bị giết ở Ukraine mà không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Bộ Ngoại giao Mỹ đã nhiều lần khuyến cáo người Mỹ không nên đến Ukraine, bao gồm cả việc tình nguyện tham gia cuộc chiến chống lại lực lượng Nga, đồng thời kêu gọi các công dân Mỹ đã ở trong nước nên rời khỏi nước này ngay lập tức. Các phương tiện truyền thông Mỹ xác định công dân Mỹ thiệt mạng ở Ukraine là Jimmy Hill, 68 tuổi. Dẫn lời các thành viên trong gia đình của Hill, Fox News cho biết nhân viên xã hội đã thiệt mạng khi đang cố gắng tìm kiếm thức ăn ở thành phố Chernihiv. Em gái của Hill, Cheryl Hill Gordon, đã viết trên Facebook rằng anh ấy đang chờ một hàng bánh mì với một số người khác khi họ bị bắn hạ bởi các tay súng bắn tỉa của quân đội Nga. Cô ấy nói thêm, thi thể của anh ấy đã được cảnh sát địa phương tìm thấy trên đường phố. Tổng thống Zelensky cảm ơn Ý đã đề nghị xây dựng lại nhà hát Mariupol. Tổng thống Zelensky của Ukraine đã cảm ơn chính phủ Ý đã đề nghị xây dựng lại nhà hát ở phía nam thành phố Mariupol đã bị quân Nga ném bom. Bộ trưởng Văn hóa Ý Dario Franceschini cho biết đất nước của ông đã sẵn sàng để tái thiết lại tòa nhà, đồng thời nói thêm rằng các nhà hát của tất cả các quốc gia thuộc về toàn thể nhân loại. Bạn đã nêu một tấm gương sáng để noi theo. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng lại Ukraine đến viên gạch cuối cùng. Zelensky trả lời trên Twitter. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.